Xin chào các bạn khán thính giả thân mến. Trong buổi tối ngày hôm nay, Đình Duy xin gửi tới quý vị và các bạn tập 53 của bộ truyện Thương Hải, tác giả Phượng Ca. Chuyện sẽ được cập nhật liên tục trên kênh Kiếm Hiệp Hệ Thống. Mọi người đừng quên ấn đăng ký kênh để không bỏ lỡ những tập truyện mới nhất, cũng như chia sẻ cho bạn bè người thân cùng nghe chuyện. Cảm ơn mọi người rất nhiều. Sau đây, mời mọi người đến với tập Tập 53 Cốc Trần không biết mình đi dạo chơi lại đến vách đá khắc chữ bên suối trên núi, ở phía tây chùa Tam Tổ, mà nhiều đời văn nhân thời đường, thời tống đã đến để đề thơ khắc lại. Cốc Trần thưởng thức rất tinh tế, dưới cho đến lụa là phấn sát, trên cho đến đồ cổ tranh vẽ, không cái nào là không hiểu biết kỹ càng. Hắn thấy văn thờ trên vách đá đều thanh cao đẹp đẽ, thì chợt cảm thấy bao nhiêu buồn bực đều tan biến. Lặng lẽ nhập thần, nhìn tám chữ một trụ trống trời vạn núi hướng về khổng lồ cao chọc trời trong lòng không khỏi bừng lên một cảm giác khủng tráng buột miệng khen ngợi không thể là phong độ trống trời tiếng khen chưa dứt thì chợt nghe có tiếng người cười nói thế nào là phong độ trống trời thung lũng vàng tiếng truyền âm vang vọng không ngớt cốc trần trong lòng trầm xuống đưa mắt nhìn qua thấy trầm chua hư đẩy xe lăn đang từ một con đường mòn vắng vẻ thong dòng đi tới Cốc Trần biết câu hỏi đó của lão có ý kiểm tra đánh giá, nên lập tức cười khẽ ngầm lên. Khi có mây trắng tới khép cửa, càng không trăng gió giải bốn phương. Trầm Chu Hư đẩy xe đến càng gần. Thế nào là đạo? Cốc Trần nói. Mây trắng che núi xanh, chim chóc dạo vườn hoa. Trầm Chu Hư nói. Thế nào là chỗ hòa thượng giúp người? Cốc Trần nói. Mưa giang khắp trốn, trời đất nở hoa. Trầm Chu Hư nói. Thế nào là người trong núi thiên trụ? Cốc Trần chỉ cười khoan thai nói. Một mình dạo bước trên đỉnh núi ngang trời, an nhàn nơi dòng suối chín khúc. Trầm Chô hư nói. Thế nào là mục đích đến Tây Phương? Cốc Trần cao giọng sang sảng nói. Vượn trắng ôm con đến núi xanh, ông bướm ngậm hoa trong nhị biếc. Hỏi đáp đến đó, hai người đập tay nhau cười lớn. Trầm Chô hư khen ngợi. Áo tiểu tử, nhớ khá lắm. Mạc Ất cũng vừa hay theo đến nơi. Nghe vậy thì cười nhạt nói. Đó là công án của sùng tuệ thiền sư. Tiểu tử này may mà nhớ được vài câu. Cũng có gì là ghê gớm đâu. Cốc Trần cười nói. Nhắc đến trí nhớ thì Mạc Đại Tiên Sinh trên đời số một. Kẻ hèn này thẹn không bằng. Mạc Ất nghe vậy thì rất vui mừng. Ngoác miệng ra cười. Thì ra trầm cốc hai người hỏi đáp vốn là một đoạn công án cửa thiền do cao tăng của núi thiên trụ là sùng tuệ thiền sư lưu lại vốn là lời sâu sắc từ ngàn xưa lưu lại của cửa thiền ý tứ sâu xa trầm chu hư vốn tưởng dùng lời lẽ sắc bén để làm khó cốc trần ai ngờ cốc trần hiểu nhiều biết rộng lại có thể ứng đối không sai sót trầm chu hư tuy là kẻ địch nhưng cũng không khỏi phải vỗ tay khen ngợi cốc trần quét ánh mắt qua thấy mạc tiết yến tô bốn đại kiếp nô đứng thành nửa vòng tròn sau lưng trầm chu hư lại nhìn thấy những đám cỏ gần đó rung rinh nhấp nhô, rõ ràng là có người ẩn nấp, thì bất giác cười nói. Lão trầm què, ông huy động số đông đối phó với cốc mỗ, chẳng phải là lấy núi Thái Sơn ép quả trứng mọn sao? Trầm chu hư cười nói, trầm mỗ xưa này gàn bé cẩn thận, nếu có thể lấy núi Thái Sơn ép trứng thì còn gì bằng? Cốc trần nói, vậy ông muốn gì? Chẳng muốn gì. Trầm chu hư nói, chỉ mời các cả đến quá gia bình đánh cờ vây một ngày để vơi bớt nỗi buồn trong núi vắng vẻ thôi cốc trần cười nói người đâu có ít cớ gì cứ phải tìm ta trầm chu hử nói người thường quá nhiều nhưng người am hiểu lại quá ít cốc trần vì một tiếng cười nói lão tử đánh cờ vây kém cỏi thì gọi gì là người am hiểu chứ lão trầm què người muốn bắt ta thì cứ nói rõ ràng cớ gì phải quanh co như vậy? Đông đảo bắt trầm tú, nên người muốn bắt ta để có thể trao đổi với Đông đảo, nhưng lại không biết rằng Lão Tử là kẻ xấu xa ở Đông đảo, bọn chúng còn hận không giết được ta thật nhanh ấy chứ? Người muốn ta làm con tin, thì thật sự đã tính sai rồi. Trầm Chu Hư lắc đầu nói: Chả người, nếu muốn giết người, thì năm xưa ngươi phạm tội, vì sao ông ta lại không giết mà cứ giam ngươi vào ngục đảo? đủ thấy tình cha con sâu đậm, khó tránh khỏi cũng hành động như người thường. Đồng tử trong mắt cốc trần thu lại, lạnh nhạt nói. Người cũng biết việc của ta sao? Trầm chu hư thản nhiên nói. Biết người, biết mình, trầm trận trầm thắng. Về mặt cốc trần dịu lại rồi chợt nói. Đến quán gia bình đánh cờ vây ư. Trầm chu hư nói. Đúng vậy. Cốc trần khẽ cười rồi bỗng lớn tiếng nói. Không hay rồi, Lão Tử có công việc, không muốn đến đâu. Mạc Ất hét lên. Người quyết định được ư. Ừ. Rồi xông tới một chảo đánh ra. Không ngờ thân hình của cốc trần chuyển động liền biến mất. Mạc Ất cả kinh. Chưa kịp biến chiêu thì sau gáy đầu nhói lên, đã bị khống chế. Mạc Ất kinh hãi đến mức hồn phách bay biến. Bên tai nghe một tiếng quát vang, rồi bóng xám chớp lên. Yến vị quỳ như gió đã lướt tới. Mũi chân còn chưa kịp nhấc lên, thì cốc trần đã cười hi hi, rồi trôi qua dưới nách mặt ất chuồn đi. Yến vị Quy nếu không thu chân lại, thì nhất định sẽ đá trúng mặt ất, nên hắn đành phải rút chân về. Mạc ất vừa được tự do thì kêu ối một tiếng, rồi định tránh đi. Không ngờ cốc trần chuyển động như điện. Lão vừa chạy sang bên trái thì cổ đau nhói, đã bị bắt lại. Yến vị quy lắc người lao qua, tay chộp chân đá đánh cả trên lẫn dưới. Nhưng cốc trần lại không chống đỡ, lắc người một cái đã trải lại ra sau lưng mạc ất. Yến vị quy sợ đánh vào mạc ất nên lại phải tù thế, chậm chế dây lát đã lại để cốc trần thoát khỏi tay. Nói thì chậm, nhưng hành động thì nhanh. Trong mắt người ngoài cốc trần vốn đang ở trước mặt, bỗng lại ra sau lưng, chạy vòng quanh mặc ất. Yến vị quy đuổi sát theo sau, nhìn rõ ràng là nhanh hơn cốc trần, nhưng không biết vì sao mà trước sau vẫn không bắt được hắn. Chỉ có trầm chu hư nhìn rất rõ ràng. Thân pháp của cốc trần quỷ dị, co eo thu người, dùng cả chân lẫn tay, không giống như võ công của người mà lại giống như chim bay thú nhảy, đột nhiên tăng tốc ở những chỗ không có khả năng, nên đều ra ngoài dự đoán của Yến Vị Quỳ. Ngoài ra tiểu tử này lá gan cũng lớn trùm trời, lại dám biến mặc ất thành lá chắn, mượn thân người lão để tránh thế đánh của Yến Vị Quỳ. Mạc Yến hai người ở trong cuộc có nỗi khổ mà chỉ mình mới biết. Huyệt đạo của Mạc ất hoàn toàn chưa bị khống chế, mấy lần muốn giúp Yến Vị Quỳ bắt cóc trần, nhưng ai ngờ chụp tới chụp lui, vẫn không chụp được cái treo áo của cốc trần mà ngược lại mỗi cái giơ tay nhấc chân của lão đều bị cốc trần lợi dụng làm lá chắn ngăn cản yến vị quy yến vị quy đuổi mấy vòng chợt nhận ra điều này liền rít lên con mọt sách cút ra ngay mạc ất sớm cũng đã có ý đó nghe vậy thì tránh ra nhưng không ngờ cốc trần như bóng theo hình tùy theo lão tiến lùi mà bám sát trước sau không rời yến vị quy lại càng đóng nảy hét lên con mọt sách thối ta còn không mau cút đi cứ vững chân vững tay làm gì Mạc Ất suýt phát khóc lên nói Thằng nhãi này cứ bám lấy Lăn cũng không lăn ra được mà Yến Vị Quy tức giận mắng trời Không lăn thì bò Tóm lại là đừng có cản trở Mạc Ất nghe vậy thì chợt nhanh trí Ngồi xổm xuống rồi chui qua đường háng Yến Vị Quy Dùng cả chân tay bỏ ra ngoài Vừa rồi lão đứng thẳng Thì mới thành lá chắn bằng thịt cho cốc trần Một khi sụp xuống Thì cốc trần lập tức mất người cản trở giúp Yến Vị Quy hết sức mừng rỡ vừa định ra tay thì không ngờ thân hình của cốc trần chợt nhanh hẳn lên tưởng sang trái mà lại sang phải trước mắt hoa lên rồi đầu vai trầm xuống hai mắt chợt đầu nhói đã bị hai ngón tay của cốc trần dí vào cốc trần trước sau vẫn tránh né chạy trốn yến vị quy vẫn có lòng khinh thường tuyệt đối không nghĩ rằng hắn lại dám phản kích không ngờ mưu vương bộ vốn rất đặc biệt bác lạp sư môn dùng lại thân pháp kỳ lạ này để khiếp phục bầy thú cười ngạo núi rừng có thể lấy yếu thắng mạnh lấy nhỏ trọi lớn. Yến vị quy bất ngờ gặp phải liền bị thua thiệt. Trong lòng hắn kinh hãi tức giận. Những chỗ yếu hại đã bị khống chế nên không dám hành động bừa. Người cứng ra như gỗ đá sững ra đó. Mồ hôi lạnh chảy dài. Lúc này bông nghe cốc trần ha ha cười lớn rồi đầu vai nhẹ đi. Đối thủ đã nhảy xuống. Yến vị quy không nhịn được đưa mắt nhìn qua thì chỉ thấy cốc trần cười hi hi đứng một bên. Trên cổ có ánh sáng bạc lấp lánh, nhìn kỹ mới thấy là một chùm tơ tằm nối tới tay trầm chu hư yến vị quy lúc này mới biết là chủ nhân đã ra tay dùng thiên la khóa vào cổ cốc trần để buộc hắn phải dừng tay vừa nghĩ đến cả chủ lẫn nộ ba người phải hợp lực mới bắt được người này thì yến vị quy hai má đỏ bừng lên thầm kêu hổ thẹn cốc trần thản nhiên như không a à a à cười nói trọng võ lâm nói tới thiên toán trầm chu hư không kẻ nào không khen ngợi trí kế của túc hạ nhưng bây giờ gia phong với một kẻ ít tuổi như ta mà không đấu trí tuệ, lại đấu võ lực. Nếu chuyện này truyền ra ngoài, thì chẳng phải làm xấu đi tiếng tăm người đứng đầu về trí kế của Tây Thành là ngươi ư. Trầm Chu Hư cũng cười, biết rằng hắn hiểu rõ dùng võ công không địch lại nổi, nên muốn dùng lời nói để làm khó mình. Lão liền thu lại tơ tằm khẽ cười nói, nói đến đấu trí, thì đánh cờ vậy có tính trong đó không? Tính chứ sao không tính, Cốc Trần cười nói, có điều đã là đấu thì phải có vật đánh cược. Trầm Chu Hư gật đầu nói, Cái đó dễ lắm, nếu người thắng thì để cho người thoát đi, còn nếu ta thắng thì người đánh cờ với ta đến chính ngọ ngày mai. Cốc Trần cười nói, Tuyệt lắm, chỉ có điều người giỏi đánh cờ vây, còn ta thì lại ở lâu trong ngục tối, chẳng hiểu gì về kỹ thuật đánh cờ vây. Chúng ta đối địch như vậy rất không công bằng, sao không đổi lại cờ khác được chứ? Trầm Chu Hư nói, Cờ gì? Cốc Trần nói, đánh xong lục, đánh chín ván ăn năm ván là thắng. Trầm Chu Hư liếc hắn, khóe miệng lộ vẻ cười cợt cổ quái, rồi gật đầu nói, hay lắm, thì đánh xong lục. Nhưng không cần chín ván, mà một ván là đủ. Cốc Trần thấy vẻ mặt lão thì trong lòng trầm xuống kêu hỏng bét. Lão đã biết việc xưa của ta thì nhất định cũng biết ta thích đánh xong lục. Theo tâm tính của lão tất nhiên sớm nó có chuẩn bị. Thiết lập cặm bẫy rồi sau đó lại nói là muốn đánh cờ vây ta vốn cho rằng cờ vây là sở trường của lão địch mạnh ta yếu nên nhất định không chịu 9 phần mười là sẽ đòi đổi sang đánh song lục đến lúc đó lão không tốn chút sức nào mà chỉ cần nhẹ nhàng đáp ứng như vậy chẳng phải là ta tự mình lao vào bẫy ư vừa mới chạm trán đã rơi vào thế yếu ngoài mặt cốc trần thì mỉm cười mà trong lòng lại rất buồn bực hắn thấy trầm cho hư quay xe lăn đi về phía quán gia bình thì liền chậm bước đi cùng một bên hai người đều ung dung sáng sủa chỉ trỏ dáng chiều bóng núi suối chảy mây bay cười nói vui vẻ không ngớt. Người ngoài nếu không biết kiều hận giữa hai người, thì nhìn vẻ tự nhiên đó còn cho là hai người là bạn vòng niên, kết bạn dạo chơi núi non thưởng thức cảnh vật. Núi sông dày đặc, chốc lát đã đến trước một động phủ bằng đá, đá lớn trùng trùng, cây cổ thụ âm u, rêu xanh mọc đầy sặc sỡ, hoa thơm cỏ lạ tỏa hương quyến rũ, đẹp đẽ tự nhiên. Trên mấy cây tùng già trước động có mấy con hạc trắng bị tiếng bước chân của mọi người làm cho kinh hãi hót lên mấy tiếng rồi bay vụt đi trầm chú hư cười chỉ tay nói năm xưa lục tổ huệ năng chuyển pháp cho hoài nhượng ở nam nhạc đã từng nói tu cả sinh được một con ngựa khỏe đạp giết hết người thiên hạ sau này hoài nhượng thú mã tổ đạo làm học trò quả nhiên ứng vào lời dự báo của tuệ năng mã tổ đạo lời nói sắc bén vô song tinh thông phật pháp phật môn Phật môn lúc đó đều coi thiền tông đứng đầu chính là vì những nhân vật hậu duệ vĩ đại của lục tổ. Quán gia bình này chính là nơi tu đạo của mã tổ, là động tiên cửa thiền, cảnh đẹp nơi cõi Phật. Chúng ta đến nơi này cũng thấm được chút linh khí của tiền thánh. Cốc Trần lặng lẽ gật đầu, mắt nhìn di vật trước mặt, nghĩ tới phong thái năm xưa, mã tổ cầm tâm đăng, dùng lời nói sắc bén rào khắp thiên hạ không ai cản được, thì bất giác lòng thầm không ngớt bái phục sắc trời tối dần, hoàng hôn dâng lên. Xung quanh bao phủ một cảm giác mơ hồ chập chờn. Đi đến gần động phủ thì chỉ thấy quán nối tiếp quán như bầy nhạc. Trước quán có hai hàng đệ tử thiên bộ. Thường vi, tần chi vị cũng không người đứng đó. Trông thấy cốc trần thì liên tục nhớ mày có vẻ tức giận. Cốc trần trong lòng rất thoải mái. Thầm nghĩ tính tình sở thích của bản thân đối phương đều nắm rõ. Trong khi mưu kế của đối thủ thì mình lại hoàn toàn không biết gì cho dù đã vắt óc hết sức nhưng cũng không đoán ra bước tiếp theo của trầm chu hư từ khi thoát ra khỏi cửa u tuyệt ngục đến nay lần đầu tiên cốc trần sinh ra cảm giác trí lực không đủ lại đi mấy bước thì trong chỗ tối tăm phía trước chợt hiện ra một cái bàn tròn bằng đá xanh và một hàng ghế nhỏ bằng đá tròn trong chỗ tối của động phủ như có một cô gái ngồi xếp bằng cứng ngắc như nặn bằng đất chứ không giống như người sống ánh lửa chợt sáng lên Vách động trái phải đều đốt lên hai cây đèn bão chiếu cho động sáng ngời. Cốc Trần định thần nhìn kỹ thì cả kinh. Thì ra cô gái ngồi xếp bằng đó lại chính là Diêu Tình. Chỉ thấy hai mắt cô nhắm lại, miệng cũng khép chặt, giống như đeo một cái mặt nạ bằng ngọc, chẳng biểu lộ chút tình cảm gì. Cốc Trần trong lòng hơi rối loạn, mắt nhìn Diêu Tình dùng hết sức tưởng tượng mà cũng không đoán ra trên người cô đã xảy ra việc gì. Trầm Chu Hư thì lại cười như chẳng có việc gì, đẩy xe lăn chậm chậm đến bên bàn đá. Cốc trần trầm ngâm dây lát, rồi cũng tiến tới ngồi xuống ghế đá cười nói. Diêu đại mỹ nhân sao vậy? Trầm chu hư khét cười nói. Nếu ta nói là tính tọa tham thiền, để nhận rõ những tội lỗi trước đây thì ngươi có tin không? Tin chứ sao không tin? Cốc trần cười nói. Giống như ăn cơm thì phải đại tiện, uống gió thì phải đánh giấm. Những việc đó ta đều tin hết trong mắt trầm chu hư như có một tia điện lạnh lẽo lướt qua nhưng vẫn im lặng không nói một tên đệ tử thiên bộ vẻ mặt cung kính cẩn thận dâng lên một bàn cờ song lục bàn cờ này dùng thủy tinh mài thành một nửa trong suốt mặt trên bàn cờ rực rỡ đủ loại màu sắc ánh sáng trói lọi như có vẽ một bức tranh màu nhưng nhìn kỹ thì bức tranh đó đã không phải vẽ người vật chim chóc thần tiên quỷ quái mà cũng không giống sông núi cây cỏ mặt trăng mặt trời hay các vì sao mà lại như một đám khói màu trôi nổi ẩn hiện như có như không quân cờ và con xúc sắc cũng có màu sắc sáng loáng trơn bóng các quân cờ hình dáng khác nhau chỉ có điểm duy nhất để phân biệt là trong các quân cờ của bên cốc trần có khảm những điểm sáng vàng cốc trần cầm một quân cờ lên xem xét tỉ mỉ một lúc rồi cười nói đây là pha lê vàng đã chế luyện của đại tần ở tây phương phải không hay thật lại có thể thấy ở trung thổ kiến thức khá lắm trầm châu hư vỗ tay nói năm ngoái trầm tú đi biển may mắn gặp một người thợ thủ công đại tần liền mời về nhà đúc thành ít quân cờ pha lê tuy có thú vị nhưng bất qua cũng chỉ là vật nghịch chơi tầm thường không đáng kể cốc trần cười hi hi nhưng trong lòng lại thầm chửi vật kịch chơi tầm thường ư Hừ, tầm thường cái rắm Hắn định thần nhìn lại thì cảm thấy đám khói màu trên bàn cờ tùy theo ánh đèn chập chờn mà cũng phun lên xẹp xuống. Hắn nhìn thêm một lúc thì bỗng cảm thấy váng đầu. Ngước mắt lên, thấy con người sâu hóm của Trầm Chu hư đang ngưng thần nhìn qua. Trong đó có chút thích thú đánh giá thì bất giác trong lòng nhảy lên. Ra tay trước sẽ được lợi, ra tay sau phải gặp họa. Lên lập tức nhặt con xúc giác lên cười hi hi nói. Xin lỗi nhé, tiểu tử đi trước. Trầm Chu Hư còn chưa kịp trả lời thì bỗng có người nói không khí trong động phủ ẩm thấp trước kết hay để tiểu nô đốt lên một lò hương thơm trừ tả xua khí lạnh tẩy rửa bụi trần trong lúc nói chuyện Tổ văn hương bê một lò hương chậm chậm tiến vào lò hương đó có hình dáng như lò bác sơn thời hán chất đồng cực tốt rát vàng rát ngọc óng ánh sáng lòa trên lò còn khắc núi non sông nước người vật thần thú sống động như thật tinh xảo vô cùng cốc trần nhìn mà mê thích bột miệng khen ngợi. Tế giá thiên trùng thụ, xuất một vạn trọng sơn, thượng lũ tần vương tử, giá hạc thừa tử yên. Tạm dịch là che ngàn cây hoang dại, ẩn hiện vạn núi cao, trên khắc vương tử nhà tần, cưỡi hạc đạp gói tím. Hắn đọc đến đó thì chợt cảm thấy thất lễ, vừa định dừng lại thì trầm chu hự đã tiếp lời cười nói. Hạ khắc bản lòng thế, kiều thù bán thừa liên bảng vị y thủy lệ, chỉ cái xuất nhàm gian. Phục hữu hán dù nữ, thập vũ lộng như nghiên. Tạm dịch, dưới khắc thế dòng cuộn, lắc đầu nửa cưỡi sen. Về bên dòng nước cũ, mũ nấm mọc hề đá, lại có cô gái hán nhặt lông vẻ xinh tươi. Cốc Trần bất giác bật cười nói, Lão trầm què, chúng ta đấu cờ hay là thi trạng nguyên đây? Nếu là thi trạng nguyên, thì lão tử vỗ ngựa chạy liền, quyết không để ngươi đùa cợt đâu. Trầm chu hư cười nói, trầm mộ nhất thời ứng chí nói thừa mấy câu, bất quá bài thơ vịnh đó đúng là lò bác sơn, còn cái lò hương này thì lại có chút không giống. Cốc trần nhíu mày định thần nhìn kỹ, xuyên qua kẽ hở trên hoa văn lờ mờ, thấy ở trung tâm lò hướng treo một quả cầu độc Trên quả cầu tạc chín cái lỗ lung linh sâu thẳm, Tổ Văn Hương đốt than gỗ trầm hương dưới quả cầu đồng. Ánh lửa xanh bốc lên. Không bao lâu quả cầu đồng theo thế lửa đã tự chuyển động từ từ xoay vòng. Cứ quay được một vòng, thì trong chín lỗ trên quả cầu lại có một lỗ phun ra một luồng khí. Hoặc đậm hoặc loãng, hoặc thuần hậu hoặc thanh tịnh, hoặc sảng khoái hồn phách, hoặc trong sáng tâm thần. Mỗi vòng quay của quả cầu đồng lại có thể mang lại cho người ta những cảm thụ khác nhau. Các loại lò quý cốc trần đã thấy không biết bao nhiêu mà kể, nhưng sự tinh xảo trong kết cấu, sự tuyệt diệu trong mùi hương của cái lò này, thì cả đời chưa từng gặp được. hắn bất giác nhắm mắt thưởng thức mùi hương, rồi hồi lâu mới cười nói: xạ hương, hạng chân hương, đàn hương, ờ, à, tô hợp hương, một dược, đinh hương, đúng rồi. còn một loại hương là loại gì nhỉ? mộc hương, không phải. úc kim hương, cũng không đúng. hắn tinh thông về hương liệu càng đánh giá lại càng cảm thấy trong mùi hương có kết hợp các loại hương liệu biến ảo vô cùng. Nhất thời không nhịn được, mở to mắt ngưng thần nhìn cái lò hương đó, lộ ra một chút kinh ngạc. Trầm chú hư mỉm cười gật đầu, rồi từ từ nói. Lò hương này là cửu khiếu hương luân. Quả cầu đồng trong lò chia thành hai tầng. Tầng bên trong chứa nước, tầng bên ngoài chia làm chín ngăn. Mỗi ngăn chứa một loại hương liệu, hoặc là trầm hương, đàn hương hoặc là dạ hương, đình hương. Khi đốt lên thì nước ở tầng bên trong bị bốc thành hơi nước, làm chuyển động quả cầu, khiến cho chín ngăn ở tầng bên ngoài cũng nóng lên. Hương liệu trong ngăn bị nóng bốc lên rồi được ống dẫn trong quả cầu kết hợp lại rồi từ các lỗ phun ra mới biến thành mùi hương khác nhau. Chính vì thời gian đốt nóng dài ngắn khác nhau, nên hương liệu bốc lên cũng lúc nhanh lúc chậm vì vậy mùi hương khi đậm khi nhạt. Mỗi lần quả cầu đồng chuyển động một vòng, thì lại có một mùi hương khác nhau, kết hợp tạo thành đủ loại biến hóa. Cốc trần im lặng nghe xong thì cười nói, chút kỹ xào nhỏ nhặt cũng có gì là gây gớm đâu. Lá trầm que ngươi là người đọc sách, không học đạo lớn của thánh nhân khổng tử, mà lại một lòng nghiên cứu mấy thứ hơi thối đó, đúng là chẳng có đạo đức gì cả. Từng lại người chết rồi, sợ chẳng còn mặt mũi nào nhìn tiên sư thánh hiển nữa. Mấy câu này của hắn ép người một cách quái đản, nhưng Trầm Chu Hư lại không nổi nóng, chỉ xua tay cười nói. Cả cả nói vậy là sai rồi. Mạnh tử có câu, mùi thơm là thứ ai cũng mong muốn. Đủ thấy thích thơm ghét thối chính là bản tính trời sinh của con người. Thánh nhân cũng chẳng trách được. Trầm mỗ chỉ là một kẻ yếu đuối, sao tránh khỏi chứ? Cốc Trần không ngờ đối phương lại ứng biến tốt như vậy, nhất thời không tìm được lời nào để phản bác chỉ ngửa mặt cười ha ha nhưng trong lòng lại nghi ngờ thầm nghĩ lần này trầm chu hư đưa ra cửu khiếu hương luân nhất định là có gì gian trá nhưng gian trá ở đâu thì hắn không đoán ra khổ sở nghĩ ngợi một hồi rồi cốc trần ném con xúc sắc ra con xúc sắc đó cũng là pha lê rơi xuống màn cờ liền kêu đinh đinh đang 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 quay tròn nhanh như điện làm bắn ra nghìn vạn màu sắc giao nhau với khói màu sắc trên màn cờ lại càng thêm sặc sỡ đầu óc cốc trần vô cớ mê đi cảnh vật xung quanh hơi tối lại rồi biến thành mơ hồ cốc trần cả kinh vội hít một hơi dài ổn định tâm thần mắt thấy con xúc sắc đó càng quay càng chậm như đã hòa vào cùng với bàn cờ thủy tinh sắc mạo rối loạn hào quang tứ tán cho dù cốc trần có trận mắt nhìn kỹ thế nào cũng không nhìn rõ được điểm số của nó như năm sáu điểm và cũng giống ba bốn điểm hắn càng muốn chăm chú nhìn thì lại càng không nhìn rõ được Loại tình hình này Cốc Trần chưa từng gặp phải, hắn liền vội chuyển ánh mắt ra khỏi bàn cờ. Nhưng cho dù như vậy, vẫn cảm thấy đầu váng mắt hoa, tim đập thình thịch, thầm nghĩ. Thấy quỷ rồi, rốt cuộc là do bàn cờ hay là do kiểu khiếu hương luân gây ra? Đúng rồi, Tô Văn Hương cũng giống như Tần Chi Vị, một kẻ dùng môi vị để làm người ta điên đảo, một kẻ dùng hương thơm để mê loạn con người. Chẳng lẽ trong số hương liệu của cái lò này lại có loại dược vật mê hồn có thể tạo ra ảo giác? Trong lúc hắn trầm ngâm, thì bỗng nghe trầm chu hư cười nói Tốt hạ đã giành được quyền đi trước thì sao còn chưa đi quân cờ cốc trần thấy lão vẻ mặt vẫn rất bình thường thì trong lòng lại càng kinh ngãi nghi ngờ lão ta cũng xem cờ người hương như ta nếu trên bàn cờ hay lò hương có gì quỷ quái thì sao lão lại tránh được chẳng lẽ lão vốn đã uống thuốc giải nên không sợ mê hương hắn suy đoán không ra liền cảm thấy tình hình hôm nay cực kỳ quỷ dị cho dù tính toán thế nào cũng không tìm ra đầu mối trong lúc suy nghĩ trầm chu hư đoán ra ý nghĩ của hắn liền cười nói ca cả đã không chịu đi trước thì để trầm mẫu đi trước được chứ cóc trần hơi nhíu mày thầm nghĩ biết mình biết người trước hết hãy xem lão ứng phó thế nào đã rồi lập tức cười nói được được mời đi trước đi trầm chu hư cười rồi hai ngón trỏ và giữa dài trắng cầm con xúc sắc lên tiện tay ném ra. Điều kỳ lạ là lão vừa cầm đến xúc sắc thì lập tức khói màu trên bàn cờ dừng lại. Mọi thứ đều rõ ràng. Lúc con xúc sắc quay cũng đều hết sức rõ rệt, đúng vào 6 điểm. Trầm chua hư khẽ cười nói, cảm ơn đã nhường." dương. Nói rồi đưa quân cờ tiến lên. Cốc trần trong lòng rất ngạc nhiên. Lão cũng ngửi một loại mùi hương, cũng dùng một loại bàn cờ để đánh. Vì sao lão chẳng bị gì? mà ta cứ gặp phải vô số việc quái dị. Ý nghĩ đó vừa xuất hiện, thì lòng tranh thắng cũng nổi lên. Hắn nghi ngợi, rồi cầm xúc sắc lên ném ra. Ai ngờ xúc sắc vừa rơi xuống, thì cái bàn cờ đó lại phát ra ánh sáng rực rỡ, màu sắc tán loạn. Mắt cốc trần hoa đi. Trong giây lát đầu óc mê loạn. Lờ mờ nhìn thấy điểm của con xúc sắc là một điểm. Liền lập tức không do dự, cầm quân cờ lên đẩy tới một bước. Trầm chô Hư thấy vậy thản nhiên ném một lần, Cốc Trần lại ném một lần. Cứ một bên nhanh một bên chậm như vậy. Sau khoảng 10 lần thì cũng không biết vì sao mà Trầm Chua Hư ném xúc sắc thì khói màu trên màn cờ thu lại. Trong sáng rõ ràng. Nhưng chuyển sang Cốc Trần thì mấy lần khói đùn đùn biến hóa tứ tung. Mọi vật trên bàn cờ lập tức lại thành một mảng hốt loạn. Cốc Trần chỉ cảm thấy mắt hoa lỏng loạn. Tay không điều khiển được nữa. Trong lòng muốn đi một bước thì lúc ném xúc sắc ra lại là hai bước. Còn muốn đi hai bước thì ném ra lại là một bước. Song lục vốn là loại cờ đơn giản nhất. Trên bàn cờ trái phải đều có biên giới. Quân cờ của bên nào qua biên giới bên kia trước là thắng. Tốc Trần thấy quân cờ của Trầm Chua Hư không ngờ vượt sang biên giới bên mình. Nhưng quân cờ của mình lại chỉ lòng vòng trong biên giới. Điểm số trên xúc sắc rõ ràng là đủ để đi sang. Nhưng con cờ thì lại không tự chủ đi theo hướng khác. Cái biên giới mỏng manh trước mặt Trầm chu Hư đó như một cái bình phong vô hình, chặn qua chặn lại. Cốc trần bấm ngón tay bắn ra cũng vậy. Dùng lực ném mạnh cũng thế. Dùng hết các cách mà con cờ vẫn không thể nào vượt qua biên giới lấy nửa bước. Giống như người đang ở trong mơ. Những thứ trước mắt rõ ràng giơ tay là lấy được. Nhưng lại vẫn không thể chạm tới cái chéo áo của đối phương. Cứ như vậy, cốc trần rơi vào tình cảnh chỉ có thua không có thắng. Hắn không biết là thần trí của bản thân đã bị màu sắc ánh sáng trên bàn cờ khống chế. Mắt thấy sắp thua, thì trong lòng lại càng nóng nảy nhưng càng lóng nảy thì lại càng lún sâu và ảo giác không tự thoát ra được. Trong lúc không để ý, thì mùi hương từ cách kiểu khiếu hương luân chợt biến đổi, lúc đầu còn dễ ngửi, như linh chi, như phòng làn thơm ngát. Nhưng trong lúc lo âu, thì đã nhẹ biến đổi, có lúc như mùi hương thoang thoảng của thiếu nữ trong sáng đẹp đẽ. Nhưng mùi hương đó không giữ được lâu, mà chợt trở nên vẩn đục, giống như hơi ấm của người đàn bà, trong sự mềm mại còn có chút mùi vị ngây ngấy khác thường. Loại mùi vị ngây ngấy đó cuốn quýt quanh mũi không rời, càng lúc càng đậm dần, rồi dần dần chọc vào mũi, hồi hám giống như mùi cơ thể của kẻ nam nhân thổ lỗ. Từ đó về sau, mùi càng lúc càng biến thành thối tha hơn, giống như vào cửa hàng bán mắm, hơi thối sung trời, lại như mùi vị của hồ ly khiến người ta buồn nôn. Nhất thời các mùi vị khó ngửi trên thế gian lần lượt xông vào, cốc trần trong lòng buồn bực, đang cảm thấy khó chịu thì mũi bốc bị che kín, rồi mọi mùi hương biến mất, không ngửi thấy gì nữa. Cốc Trần đang cảm thấy kỳ quái thì khói màu trên bàn cờ lại tràn ra, ánh sáng vàng tán loạn. Các con cờ tự múa lên như vật sống. Loại tình cảnh quái dị đó không phải bình thường mà nghĩ ra được. Cốc Trần ngơ ngẩn nhìn, rồi trong lòng chợt cảm thấy kỳ quái. Về lý mà nói thì trận cờ này sớm phải kết thúc rồi. Tại sao cứ vô cùng vô tận mãi mà không xong? Ý nghĩ vừa hiện lên thì một cảm giác mệt mỏi buồn ngủ bùng lên trong cơ thể. Người như chìm trong một nơi ấm áp, mơ hồ muốn ngủ đi. May mà ở sâu trong nội tâm hắn cảm thấy có một việc vẫn chưa kết thúc. Mỗi lần gần ngủ thiếp đi thì lại giật mình chấn động, mở to hai mắt khổ sở chống cự. Lặp lại như vậy vài lần, chợt nghe trầm chu hư cười nói. Ha 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 ha. Túc hạ tự uống một chén bát vị hỗn nguyên tàng này để tinh thần tỉnh táo xem. Trong lúc nói, thì thần chi vị đã cầm tới một cái bình ngọc, đưa một cái chén sứ đến trước mặt Cốc Trần, rồi nghiêng miệng bình. Một loại nước đặc như ngọc trắng chảy ảo ảo vào trong chén. Cốc Trần thần trí mơ hồ, cũng không phản đối mà mơ màng cầm chén sứ đưa lên mũi người người. Đó vốn là thói quen ăn uống của hắn, trước khi ăn uống nhất định phải ngửi mùi vị của đồ ăn. Ai ngờ lần này ngửi thì cảm thấy loại nước đó nhạt nhẽo chẳng có mùi vị gì. Cốc trần không biết là tị thức của mình đã bị kiểu khiếu hương luân bịt kín, mà lại cho rằng chất liệu dùng làm loại nước đó kỳ quái không có mùi gì, nên cũng không nghi ngờ một hơi uống cả. Nước vừa vào miệng thì rất ngon rất ngọt, cốc trần đang cảm thấy thoải mái, thì vị ngọt đột ngột biến mất, hóa thành vô số mùi vị quái dị, chua ngọt đáng cay, mặn nhạt chát tê tám thư vị trộn lẫn vào nhau hầu hết sức kỳ quái cái nào cũng ra sức theo đầu lưỡi của hắn truyền khắp toàn thân trong đầu cốc trần kêu lên ỏng ỏng như thần hồn rời khỏi khiếu rồi cả người như lơ lửng bay lên loại cảm giác kỳ dị này tiếp diễn trong thời gian uống một chén trà rồi thân thể mới từ nhẹ chuyển sang nặng trở về mặt đất nhưng miệng thì vẫn cứng đờ chẳng có mùi vị gì bỗng lại nghe tiết nhĩ ngây ngổ nói nước đã uống rồi lại nghe ô lý oa lạp của ta để nâng cao tinh thần nhé. Trong lòng cốc trần lại càng hoảng hốt, bất giác thầm nghĩ, ô lý oa lạp là cái quái gì? Tiết nhĩ lại không đợi hắn đáp ứng đã đi tới đối diện. Trong lòng ôm một cái nhạc cụ đen xỉ u ám, hai đầu nhỏ nhọn, ở giữa phình lên. Có dây nhưng không phải đàn tỳ bà, có da nhưng không phải trường trống, có lỗ nhưng không phải tiêu sáo. Tóm lại chẳng ra thế nào, cực kỳ cổ quái. Cốc Trần trong lòng hiếu kỳ, định hỏi nguồn gốc nhạc cụ, thì không ngờ vừa định mở miệng, bỗng cảm thấy đầu lưỡi cứng đơ, không chịu nghe theo điều khiển. Thì ra chén bắt vị hỗn nguyên thang đó của Tần Chi Vị đã khóa chặt thiệt thức của hắn. Tiết nhĩ gảy cái ô lý hoa lạp đó lên, chỉ nghe một tràng tiếng thổi, tiếng đập, ca vút, du dương nổi lên. Giống như tiếng sáo nhưng không bao lâu. Đàn, trống, thanh la, tiêu, tỳ bà, tù, và đủ loại nhạc cụ cũng gia nhập tấu lên. Các âm thanh khác nhau hợp lại lên xuống mấy lần, rồi đột ngột biến thành một loại âm thanh kỳ quái khó mà hiểu được. Cũng không bị hạn chế trong âm nhạc tầm thường, mà như mưa gió sấm sét, trinh chiến sát phạt, nhỏ như tiếng côn trùng giả dích, chim hót véo van. Tùy lớn nhỏ khác nhau, nhưng nếu im lặng lắng nghe, thì có thể hiểu được từng loại một. Cùng theo tiếng nhạc, bàn cờ trước mắt cốc trần lại sinh ra biến đổi đột ngột, vốn bằng phẳng như gương, thì dần dần gợn sóng lan tăn như đang sôi lên, rồi sau đó mây khói ùn ùn, ánh sáng tán loạn, rồi nhòe đi thành một đám màu sắc chói lọi. Tùy theo mức độ của âm nhạc mà mây mù đi tới, hóa thành mây gió sấm sét, sông núi kỳ quan, ngựa sắt nơi chiến trường, chim bay trong rừng rậm. Đủ loại ảo ảnh chỉ loáng lên một cái rồi vỡ vụn ra, hóa thành từng đạo mây khói. Cứ sinh ra rồi biến đi như vậy. Đám khói màu đó chợt nhanh chóng xoay tròn, rồi hóa thành một dòng suối phát sáng rực rỡ. Cốc Trần không tự điều khiển được, luồng ánh sáng đó quay tròn càng nhanh, thì hắn chợt váng đầu phải nhắm mắt lại. Đợi đến lúc mở mắt ra, thì cảnh vật xung quanh đã đột ngột biến đổi. Vách đã cao trầm thước xuyên vào trong mây, dựng đứng đen sì, rừng cây như những thanh kiếm sắc bén, nước biển cuộn trào không ngớt làm dâng lên bọt trắng ngất trời, xô vào vách đá liền vỡ vụn ra như trâu như ngọc, dài khắp đất trời. Mẹ, bên tai chuyển tới một âm thanh dịu dàng Cấp trần theo âm thanh nhìn đến thì thấy một bãi cát trắng như tuyết trắng khuyết như khảm trên mặt biển xanh như ngọc kéo dài bao lại bát ngát trên bãi cát một nữ tử rất xinh đẹp chân trần, trần trắng muốt nhìn xa xăm nơi biển rộng lông mày xanh mướt như đỉnh núi mùa xuân mênh mang nỗi buồn áo lụa bị gió cuốn lên phấp phới bay lượn rực rỡ như dáng chiều mẹ Đứa con trai nhỏ bên chân người đàn bà xinh đẹp đang nhặt vỏ sò cười hi hi. Đứa trẻ rất nhỏ, bất quá mới 5 tuổi, mặt hồng da trắng. Đôi mắt to vừa đen vừa sáng đảo vù vù. Gọi liền mấy tiếng nhưng thấy người đàn bà xinh đẹp vẫn không để ý. Thì nó trở nên bướng bỉnh nghịch ngợm. Liền ra bờ biển múc lên một vốc nước rồi hắt về phía người đàn bà. Hòa nước lấp lánh rực rỡ giữa ánh mặt trời chói chang, rời lên tóc người đàn bà như những màu vàng vụn. Người đàn bà xinh đẹp khẽ giật mình, phổi những ngạt nước trên tóc rồi cười khổ nói. Trần Nhi lại nghịch rồi. Rồi tiến tới ôm đứa trẻ vào lòng. Đứa bé cười lên khanh khách chui ra khỏi lòng bà ta. Rồi đem những cái vỏ sò nhặt được đưa đến trước mặt mẹ nói. Mẹ nhìn này, cái này hình dạng đẹp nhất. Còn cái này màu sắc tươi nhất. Cái này trơn tru nhất, có thể làm chén uống rượu. Người đàn bà xinh đẹp im lặng lắng nghe. Rồi đột nhiên khóe mắt rùng lên nước mắt thuận theo gò má chảy xuống rơi lên mặt đứa bé mẹ mẹ khóc gì vậy đứa trẻ ngẩn ra người đàn bà xinh đẹp không nói tiếng nào nước mắt trào ra như vỡ đê đôi tay mềm mại càng ôm chặt hơn đứa trẻ không chịu được kêu lên mẹ mẹ làm con đau rồi mẹ chẳng còn cách nào trần nhi mẹ chẳng còn cách nào cổ họng người đàn bà xinh đẹp phát ra tiếng khóc nho nhỏ nức nở âm mưu hiển nhiên đã ra sức nén nỗi đau khổ lớn lao đứa bé có vẻ bị làm cho khiếp sợ nó nắm chặt vỏ sò trong tay mở to mắt bất động ở nơi rất xa biển xanh trời rộng chim hải âu tung tăng bay về phía tây kêu vang trong trèo người đàn bà đó bộ dạng rất quen thuộc đứa trẻ kia cũng như đã từng gặp qua các trần vừa định nghĩ kỹ thì cảnh vật chợt tan hợp rồi lại sinh ra váng đầu tài nghe một tiếng nổ như sấm rền định thần nhìn ra thì xung quanh tối đen như mực mưa rơi như chút rồi soạt một tiếng nơi chân trời có một tia điện lướt qua ánh sét ngoằn ngoèo chiếu sáng ngôi miếu cổ trong đại điện vang tiếng khóc một đám ăn mày nhỏ tuổi rúc vào góc tường run lên cầm cập nước mưa từ lỗ thủng trên mái ngói rơi xuống bắn tung tóe dưới chân của một đứa con gái ăn mày nhỏ tuổi đầu tóc rối bù không giấu được khuôn mặt đẹp đẽ của nó. Đứa bé nhìn cửa điện, trên mặt khắc lên vẻ khiếp sợ, hai mắt thất thần, nước mắt từng hàng rơi xuống không tiếng động. Con mẹ nó, chỉ có biết khóc. Trong góc nhà, một đứa ăn mày nhỏ chật nhảy trồm trồm lên, mặt nó đen xì toàn là bùn đất, nhưng đôi mắt to lại đen nhánh sáng ngời, giống như hai ngôi sao trong đêm tối. Lão tử nói rồi, độc giác quỷ dám đến đây thì ta khiến cho hắn chết cả trăm lần. Tiếng nói chưa dứt, thì ngoài điện ánh sét lại lóe lên, chiếu rõ khuôn mặt nhỏ của đứa ăn mày. Trên mặt lại có một vẻ hung dữ không hợp với tuổi tác. Một tiếng sấm rền vang trên nóc điện, mang theo một tiếng kêu đau đớn. Trong điện chợt im bặt, rồi đám ăn mày con co lại thành một cụ, rúc vào một chỗ, trừng mắt nhìn bóng đêm tối đen bên ngoài điện, mắt mở to hết cỡ. Đứa ăn mày mắt to kia lại vảnh tay ra ngoài chăm chú nghe ngóng, giây lát để nghe bên ngoài truyền tới một tiếng quát giận dữ đồ chó đẻ này dám an toàn lao tử nhà ngươi à con mẹ nó thằng chó này mạng cứng thật đứa ăn mày đó chửi một câu mọi người theo kế hành động vương tiểu ất cầm gậy trốn dưới hương án hồ yêu nhi ra cửa sau đang nói thì bỗng cảm thấy sau lưng chẳng có động tĩnh gì nó đưa mắt nhìn lại thì từ đứa ăn mày nữ đó trở xuống cả đám ăn mày đều trợn hai mắt nhìn cửa lớn như mất cả hồn phách hồ yêu nhi lão tử gọi người đó đứa ăn mày nhỏ rất tức giận hung dữ đá về phía một đứa ăn mày đứa ăn mày đó lộ vẻ khiếp sợ vừa tránh đòn vừa ra sức co rút vào trong đám người ngoài điện tiếng bước chân vang lên lộp cộp nặng nề đứa ăn mày nhỏ chật dậm chân rồi nhảy đến trước hương án chụp lấy một cây nến rút phần sáp còn lại đi lộ ra đầu cắm sắc nhọn rồi ném lên mặt đất. Sau đó nghiêng người ngồi xuống phía trước. Trước cửa bóng đen loáng lên. Một tên ăn mày dáng vóc mạnh mẽ khập khiễng đi qua cửa điện. Cả người ướt súng. Trên trán có một cây ủ lớn do vật cùn đập vào. Máu chảy đầy mặt, càng làm vẻ mặt thêm dữ tợn. Tên ăn mày hung ác đó nhai răng nhếch mép rít giọng nói. Ai trôn trông trẻ trước cửa miếu? Ai đặt đá trên cửa miếu? trong điện im phẳng phắc, chẳng có tiếng động nào. Ánh mắt tên ăn mày hung ác quét qua mọi người, rồi rơi lên mặt của đứa ăn mày nữ kia. Trên mặt chật lộ vẻ dâm ác. Hắn thuật tay xé một mảnh áo, ngồi xuống băng lại vết thương ở chân. Ánh mắt vẫn không rời thân thể của đứa ăn mày nữ, hi hi cười nói. Còn bé con, lão già nói tối nay đến ngủ với người thì nhất định là tối nay. Người cho rằng mưa gió sấm sét thì ông nội đây không đến nữa sao? Cho người biết, cho người biết mỗi khi đến lúc lão già đều hết sức cao hứng đảm bảo người sung sướng vô tận <laughs> không khoe khoang trước qua một lúc là người biết ngay thôi con bé ăn mày bị ánh mắt của hắn làm cho khiếp sợ rụt về phía sau nhưng không ngờ đứa ăn mày mắt to kia từ bên cạnh đưa tay ra nắm lấy góc áo của nó xoẹt một tiếng áo con bé ăn mày đó vốn đã rách nát liền bị xé mất một mảnh lộ ra da thịt trắng mềm con bé ăn mày thất thanh kêu rú lên. tên ăn mày hung ác tỉ hai mắt phát sáng, trong chọc, chọc nhìn chỗ da thịt lộ ra, nuốt một ngụm nước bọt lớn, rồi cười quái dị nói: không sai không sai, ông nội đây mắt không tồi, người quả nhiên không phải là con gái tầm thường, ông nội đây có phúc rồi có phúc rồi. bỗng nghe đứa ăn mày mắt to cười hịch nói: cái đó là đương nhiên rồi, liên nhi tỷ tỷ trước đây là tiểu thư nhà quan, mềm mại trắng như tuyết đảm bảo lão già sẽ thích thú. Tên ăn mày hung ác chằm chằm nhìn nó, ánh mắt lộ vẻ hung ác. Nhưng thấy đứa ăn mày kia rất ngây thơ, thì trong lòng cảm thấy thích thú, chợt cười cười nói: còn chó nhà ngươi, ngươi thì nhỏ bọc quỷ quyệt thì lớn, dâng đổ tốt cho ông nội đấy là muốn được cái gì nào? Đứa ăn mày nhỏ cười nói: đi cùng với đám con gái trẻ nhỏ này toàn là ăn phân uống gió, không chỉ đói mèo mà còn bị bắt nạt. Tôi đã sớm muốn nương nhờ lão già rồi. Được ăn ngon uống say, lại có đàn bà để chơi, chẳng phải sung sướng ư? Tên ăn mày hung ác kia trong lòng đắc ý khả khả cười nói. Thằng bé biết thời thế lắm. Được, sau này mày theo tao, đảm bảo cho mày ăn uống no say. Còn chơi gái ấy à? <laughs> Lông mày còn chưa dài lấy một sợi thì khoác lác cái gì chứ? Đứa ăn mày nhỏ cười nói. Ai nói tôi khoác lác chứ? Nói rồi đột nhiên đưa bàn tay đen xì ra, lại xé giọt ống quần của đứa con gái ăn mày, lộ ra bắp chân thon dài trắng như tuyết. Đứa con gái ăn mày đó thân mình run lên, chừng chừng nhìn đứa ăn mày con, ánh mắt lộ ra vẻ tuyệt vọng. Tên ăn mày hung hắc trông thấy bắp chân lộ ra nửa chừng kia, thì lửa dục bốc lên bừng bừng, đứng bật dậy, khập khiễng đi tới chỗ con bé ăn mày, miệng ha ha cười nói. Bé con, tối nay sẽ cho mày được mở mắt ra, thêm phần kiến thức, xem thế nào gọi là trời gái nhá. Con bé ăn mày vùng dậy định chạy, nhưng lại bị đứa ăn mày con nhào tới giữ chặt. Tên ăn mày hung ác cười quái dị, lao tới nắm chặt con bé ăn mày vừa định làm nhục, thì bỗng cảm thấy một cơn đau nhói đâm xuyên qua sườn, chạy thẳng vào bụng dưới. Hắn đột nhiên bị đánh lén thì đau đớn gầm lên, rồi xoay người hung dữ khuyết quỷ tay ra. Đứa ăn mày con không kịp rút đế nến đã bị một quỷ tay đánh văng ra hơn một trượng không bỏ dậy được. Tên ăn mày hung hắc nghiêng nghiêng ngả ngả đứng dậy, bộ mặt rúm gió như ác quỷ, hai mắt trợn trừng, chậm chậm đi tới phía đứa ăn mày con. Đứa ăn mày con ngửa mặt ho không ngừng, máu tươi từ miệng chảy ra, sắc mặt trắng như tờ giấy, vùng vẫy vài cái vẫn không đứng lên được. Con bé ăn mày lúc đầu căm hận đứa bé kia đến tận xương tủy, đến lúc này mới hiểu ra, liền kinh hãi kêu lên. Tiểu Cốc Nhi, Tiểu Cốc Nhi, ngươi làm sao thế? rồi định đứng dậy. Anh ở quá khiếp hãi nên hai chân nhũn ra, không sao đứng dậy nổi. Đổ chó con! Tên ăn mày hung dữ lảo đảo đi đến trước mặt đứa bé ăn mày, nghiến răng trận mắt, rồi chợt gào lên một tiếng, rút cái đế nến ở eo lưng ra. Miệng vết thương liền chảy máu như suối. Tên ăn mày hung ác đau đến nhíu chặt lông mày, rồi bỗng cầm đế nến hung dữ đầm tới. Vù! Tiếng động chói tai, tên ăn mày hung dữ lạ người đi như bị người ta đánh thẳng một quyền vào mặt rồi bay vọt về phía sau bay quá một trượng mới rơi xuống đất dãy một cái rồi không động đậy nữa nước mưa chảy róc rách như chút xuyên qua những lỗ thủng trên mái ngói xuống người tên ăn mày hung dữ bọt nước bắn tứ tung từ trán và eo lưng hắn chảy ra hai dòng máu như suối chớp mắt đã đọng thành vũng đứa ăn mày con vẫy vùng định đứng dậy thì bỗng nghe một giọng nói ôn hòa nói đừng động đậy. Một bàn tay gầy cứng lạnh buốt đưa qua sờ nắn trên ngực nó, rồi người kia thở dài nói. Hey, còn tốt, chỉ gãy hai cái xương sườn thôi. Một đánh chấp lóe lên sáng trắng, chiếu rõ khuôn mặt người kia lạnh như băng tuyết. Nhìn nét mặt y thì là một thán tử khoảng 40 tuổi, cao cao gầy gầy, bên mặt như có vết đao chém. Lông mày bên trái có một điểm chu sa đỏ chót hết sức nổi bật chính là ngươi ư? Hắn từ đó nhìn màn mưa ngoài cửa, yếu ớt thở dài, trên mặt lộ vẻ mệt mỏi chán nản. Chính là ngươi rồi. Còn chưa dứt lời, thì tiếng sấm ầm ầm vang lên. Tâm thần cốc trần mê man, rồi trong mưa gió bóng dáng của nam tử đó mở dần đi. Sấm tan mưa tạnh, xung quanh nghi mắng, hoa mai âm u, bóng cây xung xuê tươi tốt khẽ lại động trong gió. Được rồi, một giọng rất buồn tẻ nói tự chứng hoàn toàn chính xác không cần nói nhiều thêm nữa loại tội nặng này theo quy định đời trước để lại thì chỉ có hai cách trừng trị thứ nhất là tu la thiên hình chặt hết tay chân rồi đóng đinh trên vách đá của đảo để chim biển ăn thịt thứ hai là cửu u địa hình giảm vào cửu u tuyệt ngục cả đời ta chọn thiên hình một giọng lạnh băng băng nói Loại cầm thú mặc áo người này đáng phải chịu chết. Còn phải để người trên đảo đều trông thấy để cảnh tỉnh. Cốc Trần nghe rất quen tai, lên tìm nơi phát ra âm thanh. Nhưng âm thanh đó lúc gần lúc xa, không thể nắm bắt được. Chợt nghe A à một tiếng, rồi trước mắt sáng rực lên, lộ ra một căn phòng bé. Trong phòng mấy người đang ngồi, có lớn có nhỏ, có nam có nữ. Nam tử ở chính giữa khoác một cái áo bào, vừa dài vừa to, có dáng vẻ rất mệt mỏi chống tay vào chán không thấy rõ mặt. Tiếng kêu là của một thiếu nữ áo bạc. Mặt hoa hơi đỏ lên chằm chằm nhìn một thiếu niên ở dưới đài. Trong ánh mắt thấu ra sự oán hận trầm trọng. Thiếu niên kia bị dây sắt trói chặt. Mặt đầy những máu, quần áo rách nát. Khắp người đầy vết roi. Tuy bộ dạng tả tơi, nhưng hai mắt lại rất sáng tỏ. Tỏa ra một vẻ khinh miệt, nhìn lướt qua mọi người ở đó. Sao vậy? Một nam tử áo vàng từ từ nói: "Diệu Diệu, cô không đồng ý với Thiên Hình ư?" Khóe miệng thiếu nữ giật giật, nhưng không nói tiếng nào, rồi bỗng cúi đầu xuống. Hai giọt nước mắt lấp lánh từ trên má rơi xuống, để lại nhiều vết ẩm. Một ông già tóc bạc trắng thở dài nói: "Thiên Hình đó khó nhìn lắm. Huống gì, mọi người cũng là người thân với tiểu tử đó." ngày ngày nhìn cái sắc tàn của nó cũng có tránh khỏi trướng mắt. Tốt nhất là mắt không thấy cho yên tĩnh, giam vào cửu tuyệt ngục cho xong việc. Thiếu nữ kia nghe vậy thì bất chấp nước mắt còn chưa khô, đã vội ngẩng đầu nói. Doanh gia gia nói đúng lắm, hơn nữa hắn phạm tội không thể tha thứ như vậy, mà dùng thiên hình để hai ngày đã chết, thì thật là có lợi cho hắn quá. Giảm hắn vào cửu tuyệt ngục để chịu khổ cả đời mới có thể khiến người ta bớt giận ý kiến của đàn bà một nam tử mặt lạnh hử một tiếng chừng mắt nhìn ông già tóc bạc cười nhạt nói doanh lão đầu đừng cho là ta không hiểu ý định của ông ông nhắm vào mấy đồng tiền thối ta của thằng tiểu tử thối này nhưng mấy ngày nay đã tìm trước tìm sau vẫn không thấy Hừ, bây giờ lại muốn giữ cái mạng nhỏ cho hắn để đợi sóng gió qua đi thì ông đến ngục đảo cứu hắn ra bỡ đỡ cái xác thối của hắn để lấy đồng tiền thối tha của hắn chứ gì ông lão tóc bạc vẻ mặt trầm ngâm còn chưa kịp phản đối thì nam tử áo bảo lam đã cười nhạt rồi thản nhiên nói họ minh kia người nói như vậy có phải cho rằng ngục đà của ta là cái vườn rau muốn vào là vào muốn cứu ai là cứu phải không nam tử mặt lạnh khẽ hử lạnh không thừa nhận cũng chẳng phản đối nam tử áo lam kia đứng bật dậy cào giọng nói dám xin đả vương hạ lệnh đem phạm nhân nhốt vào cửu u tuyệt ngục diệp mẫu lấy đầu ra đảm bảo cho dù là ai cũng đừng hòng đưa hắn ra khỏi đảo nam tử mặt lạnh không ngờ lại khéo quá hóa vụng thì trong lòng hết sức tức giận trợn mắt nhìn nam tử áo lam trong phòng im lặng một lúc rồi nghe nam tử ở giữa thở dài một tiếng từ từ nói tường giao nàng nói sao nào một người đàn bà xinh đẹp dáng vẻ có bệnh ngồi bên cạnh ông ta thở dài nói ê hey, diệu diệu nói đúng lắm thiên hình bất quá chỉ là đau khổ trong hai ngày nhưng cửu tuyệt ngục lại là nỗi đau khổ cả đời chắc là còn khó chịu đựng được hơn nhiều theo thiếp thấy không nên dùng thiên hình cũng không nên dùng địa hình cho hắn chết sớm đi là tốt nhất còn nếu nhất định phải dùng hình phạt thì cũng làm theo cách thoải mái một chút. Tránh để mỗi lần nghĩ đến hắn, thì trong lòng mọi người lại khó chịu. Nam tử áo vàng kia gật đầu nói. Phu nhân nói đúng lắm. Kẻ này chết sớm thì mọi người cũng sớm được yên lòng. Nam tử áo bảo rộng xua tay nói. Tội ác của hắn quá lớn, hình phạt nhất định không miễn được. Hai loại hình phạt thiên hay địa, các vị giơ tay biểu quyết. Trước hết là tu la thiên hình. Nói đến đó, nam tử mặt lạnh, người đàn bà ốm yếu và nam tử áo vàng đều giơ tay lên. Nam tử áo bảo rộng kia lại nói, Nói như vậy thì ba vị còn lại đều tán thành cửu địa hình ư? Hán tử áo xanh liếc nam tử mặt lạnh rồi lại nhạt nói, Thiên hình, địa hình vốn khác nhau không bao nhiêu, cái nào cũng đều khó chịu đựng. Nhưng Diệp Mỗ lại không quen nghe những lời nhảm nhí đó, nên cứ muốn dùng địa hình. Nam tử mặt lạnh hét lên. Diệp Phạm, người chửi ai đấy? nam tử áo xanh ngửa mặt như trời cười nhạt nói chửi ngươi thì sao nào nam tử mặt lạnh đứng bật dậy ánh mắt hai người như điện chiếu vào nhau giữa không trung trong phòng liền dâng lên một không khí lạnh lẽo mỗi bên ba người ư nam tử áo bảo rộng xua tay đứng dậy trong giọng nói đầy vẻ mệt nhọc ta thêm một phiếu dùng cửu u địa hình còn chưa dứt lời thì thiếu niên kia bỗng lớn tiếng cười thê thảm rồi chợt nghiến chặt răng, chừng chừng nhìn nam tử áo bảo rộng nói từng chữ một. Cốc thần thông, ông đừng có hối hận nhé. Nam tử áo bảo rộng quay mặt đi, phất tay áo. Mang nó đi, ngày mai đưa lên thuyền đến ngục đảo. Thiếu niên đó hai mắt đỏ ngầu, đột ngột rít giọng kêu lên. Cốc thần thông, ông thật là ngu ngốc. Cốc thần thông, ông đừng có hối hận nhưng hắn không chống được hai tên lực sĩ giả sức lôi đi. Người dần đi xa, chỉ còn tiếng kêu thảm thiết vang vọng trên không trung, hồi lâu vẫn không dứt. Đột ngột lại sinh ra hòa mắt, xung quanh tối đen không thấy được ngón tay. Tiếng sóng dì rào truyền tới như ở nơi rất xa chính là biển rộng. Sóng nước giặt rào, chìm cá bơi lội. Nhưng xung quanh lại tối đen ngòm một màu câm lặng. À! Một tiếng la hét đứt ruột đứt gan ta bị oan uổng mà ta bị oan uổng mà rượu rượu muội đừng đi huynh bị oan uổng mà oan uổng mà tiếng kêu đó vang vọng khắp xung quanh hồi lâu không dứt người kia gào thét một hồi rồi chợt khóc lên ồ ồ cốc trần nghe tiếng khóc thì không biết vì sao mà trong lòng kinh hãi giống như xung quanh đều có vách đá băng lạnh ẩm ướt ép tới khiến người ta nghẹt thở trong nháy mắt cảm giác cô đơn, tuyệt vọng như nước thủy triều tràn tới trùng trùng bao vây lấy hắn. Trong lồng ngực cốc trần, khi thế bất bình cũng bùng lên, xung động quả lại. Ta bị oan uổng mà, oan uổng mà. Người kia thảm thiết kêu lên. Cốc thần thông, bạch tương giao, các ngươi chờ ở đấy, ta sẽ thoát ra, ta sẽ thoát ra. Tiếng kêu gào đó như lửa gặp gió cháy lên bùng bùng, lại như cơn bão điên cuồng quét qua làm sao động toàn bộ tinh thần và thể xác của cốc trần. Luồng khí giận trong lồng ngực hắn cùng với tiếng kêu đó bành trướng tới cực điểm, rồi đột nhiên hắn giật bắn người. Hiểu ra người kêu gào đó chính là mình. Mình cũng chính là người kêu gào đó. Trong nháy mắt, những việc đã nghe thấy lướt qua trong đầu. Đứa bé, thằng ăn mày con, thiếu niên, rồi cả người tù đáng thương trong u ngục đó, đều chính là hóa thân của mình những việc vừa thấy thực ra đều là những ký ức ở nơi sâu thẳm nhất trong nội tâm của mình trong lòng cốc trần sáng lên một luồng nhiệt huyết sộc thẳng lên đầu không nhịn được cùng với tiếng gào của người tù đó thì cũng hét lên nhất định sẽ thoát ra nói rồi cả người hắn căng ra chụp một vật lên nhắm vào tường đá trước mắt ra sức ném vào